Đây chính là chú hướng sinh. Cũng không biết có thể giúp được hay không, chỉ tùy tiện giết thôi. Các người xem thử là được, tuyệt đối đừng để trong lòng nha. Tùy tiện giết thôi sao? Năng lượng ẩn chứa trong chữ này thiệt sự chân mềm nhũn, muốn khiến người ta quỳ rồi. Cao nhân tuyệt thế. Không được. Hiểu, hiểu rồi. Công tử, tranh chữ này có thể ban cho ta không? Vốn dĩ là viết cho các người, mau cầm đi, mau cầm đi. Tốt quá rồi, quỷ sai này đã nhận chữ của mình, cũng coi như móc nối quan hệ rồi. Phòng VIP của Minh Hà. Sau này ngâm mình ở Minh Hà cũng được chiếu cố. Hiện nay địa phủ đại loạn, nơi này nếu đã bình ổn, vậy ta mau quay về phụng lệnh đi. Hôm nay may nhờ các vị trương trợ, sau này mọi người xuống địa phủ đều là khách của địa phủ ta. Nếu có thể, mãi mãi cũng không muốn đi làm khách. Vậy chúng ta cũng về nhà đây. Tạm biệt Lý công tử nha. Như vậy kế hoạch của công tử lại tiến thêm một bước. Đắc kỷ, quả phượng. Hả? Các người nói xem, chú hướng sinh ta giết có tác dụng không? Cái này khó nha. Nếu nói chuyện đó có tác dụng, vậy là quấy rầy sự chuyên tâm diễn kịch của Kaka. Nếu nói chuyện đó vô dụng, thì lại coi thường năng lực của Kaka. Như này muốn người ta trả lời như nào? Ta đang nghĩ vị quỷ sai đó coi tranh chữ như bảo vật. Lẽ nào vì trong tranh chữ đó thực sự có lực lượng gì có thể giúp được bọn họ sao? Nhưng ta chỉ là một người phàm, chịu giết ra sao có thể có lực lượng gì chứ? Công tử, lẽ nào ta thiệt ra? Công tử, đầu đột nhiên có hơi đau. Trời đột nhiên. Công tử, hình như hơi cảm nhẹ. Quả nhiên bay cao như vậy dễ bị lạnh đó. Các người cũng mỗi người một ly, tăng cường sức đề kháng. Thân vật, hai đứa đừng quậy coi. Ta còn mỗi người một ly, không có nhiều. Ngươi phải học cách biết đủ chứ. Sự việc còn nghiêm trọng hơn dự kiến. To gan một chút, nói thẳng sắp xong đời là được rồi. Quỷ môn quan không chỉ có chỗ Hắc Bạch. Hiện nay số lượng quỷ sai ở Phạm Giang đã vượt qua số lượng quỷ sai. Quỷ Dương ngủ say cũng nói nhau thức tỉnh. Mọi sự cố gắng của chúng ta đều như muối bỏ bể vậy. Đúng vậy, vậy nên trực tiếp nói xong đời luôn đi. Người không thể nói chút lời tốt lành được sao? Quỷ không tốt lành mới là bình thường được không hả? Một quân chúng ta trấn thủ địa phủ 30 ngàn năm đã rất cực hạn rồi, được không hả? Trừ phi đại tướng quân ngươi còn có cách gì khác sao? Nhân gian không thể thất thủ. Ta biết, ta hỏi ngươi có cách gì khác không? Ngươi có cái thái độ gì đó? Toàn quân tới nhân gian. Bạch Hắc. Cái gì? Vậy địa phủ phải làm sao chứ? Địa phủ không cần ở nữa. Toàn quân tới nhân gian chi viện đi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.